Thưa cô chú, anh chị và các bạn, hiện nay Thành đang đứng tại cổng của gia đình nhà Thành. Thì Thành muốn review khung cảnh cho cô bác, anh chị và các bạn xem khung cảnh gia đình nhà Thành xem như thế nào nhá. Nhưng mà lời đầu tiên thì Thành xin chúc tất cả cô bác, anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, đạt mọi lĩnh vực trên đường làm ăn. Trước khi vào trong gia đình nhà Thành thì Thành review khung cảnh người dân bên cạnh xung quanh khu vực nhà Thành ở cho cô bác, anh chị và các bạn xem nha. Đây là Thành đang đứng ở cổng nhà Thành này. Thành review xung quanh khung cảnh dân cư xung quanh cho mọi người cô bác xem đã. Xong Thành sẽ dẫn cô bác vào xem khung cảnh gia đình nhà Thành. Thưa cô bác, anh chị, đây là khung cảnh người dân, những nhà dân xung quanh nhà Thành, khu vực gia đình nhà Thành sinh sống ở tại Thái Bình cho cô bác, anh chị và các bạn xem. Đây, Thành quay toàn cảnh. Đây là vườn xoài của gia đình nhà Thành đây. Đây là những nhà dân, các cô bác xung quanh khu vực nhà Thành sinh sống. Đó, cây nào cũng nhiều quá. Quê đây là bưởi Thái Bình. Thái Bình quê lúa của em đây. Đấy, cô bác anh chị thấy không? Trái quá trời luôn. Nhiều trái lắm. Đó, ngoài kia cũng thế. Cây nào cũng nấm. Còn đây là nhà Thành này. Đó, đây là căn nhà của gia đình nhà Thành đó. Bây giờ Thành dẫn cô chú, anh chị và các bạn vào thăm bên trong gia đình nhà Thành nha. Đây, hai bên cổng làm bộ cánh cửa rất là chắc. Đây là Thành đi từ cổng ngoài đi vào. Đây là cánh cổng hai bên. Thưa cô bác, đây là toàn bộ khung cảnh bên ngoài sân của gia đình nhà Thành. Đây là cây xanh, đây là cây lộc vừng này. Đây là mấy ngôi nhà này là xung quanh ngay bên cạnh nhà Thành này. Đây là sân của gia đình nhà Thành đây.
Thành đang dẫn cô bác anh chị và các bạn tham quan khu vực ngoài sân. Xíu nữa Thành sẽ vào bên trong review cho cô bác anh chị xem khung cảnh gia đình nhà Thành. Nhà mình có trồng một mít. Cái mít này là mít ta chứ không phải là mít Thái. À. Đây là mặt hông nhà.